Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 125. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rúng động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ dài cho đến đời đời. Vì cây gậy cả ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sin-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chương 22. Trong 3 năm, Syria và Israel không có giặc. Năm thứ 3, Josaphat vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tớ mình rằng: các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? Chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syria sao? Đoạn người nói với Josaphat rằng: vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramoth trong Galaad chăng? Josaphat đáp với vua Israel rằng: tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, và ngựa tôi như ngựa của ông. Song Josaphat nói với vua Israel rằng: tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy vua Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng: ta có nên đi đánh Ramoth tại Galaad hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng: hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng: ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Vua Israel đáp với Josaphat rằng: còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Josaphat nói rằng: xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn đòi một khoản quan mà bảo rằng:
hãy lập tức mời Mi-chê, con trai Dim-la đến. Vả vua Israel và Josaphat, vua Giu-đa, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari, và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó. Và hết thảy tiên tri đều nói một cách mà rằng: Hãy đi lên Ramốt trong Gala-át, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Vả, sứ giả đã đi mời Mi-chê, nói cùng người rằng: Những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Nhưng Mi-chê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn ta. Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng: Hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hãm đánh Ra-mốt trong Gala-át hay là chẳng nên đi? Mi-chê đáp: Hãy đi, vua sẽ được thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Nhưng vua nói với người rằng: Biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi, chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Bây giờ Mi-chê đáp rằng: Tôi thấy cả Israel bị tán lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng: Những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng Josaphat rằng: Tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? Mi-chê lại tiếp: Vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, và cả cơ binh trên trời đứng chầu ngài bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi: Ai sẽ đi dụ A-háp để người đi lên Ra-mốt trong Gala-át và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng: Dụ cách nào? Thần thưa lại rằng: Tôi sẽ đi và làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng: Phải, ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sự dữ cho vua. Bây giờ Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đến gần Mi-chê, vả vào má người mà rằng: Thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi? Mi-chê đáp: Trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh, thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh rằng: Hãy bắt Mi-chê, dẫn đến cho A-môn quan cai thành, và cho Giô-ách, con trai của vua, rồi hãy nói rằng: Vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Mi-chê tiếp rằng: Nếu vua trở về bình an thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Người lại nói: Hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Vậy vua Israel đi lên Ra-mốt trong Gala-át với Josaphat vua Giu-đa. Vua Israel nói cùng Josaphat rằng: Tôi sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua. Như vậy vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Vả vua Syri đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng: Các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy khi các quan coi xe thấy Josaphat thì nói rằng: Ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Josaphat kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Israel thì thối lại, không đuổi theo nữa. Bây giờ có một người tình cờ giương cung bắn vua Israel, trúng nhầm người nơi giáp đâu lại. Vua nói cùng kẻ đánh xe mình rằng:
hãy quay cương lại, dẫn ta ra ngoài hàng quân, vì ta bị thương nặng. Nhưng trong ngày đó thế trận thêm dữ dội. Có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân Syria. Đến chiều tối, vua chết, huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Lối chiều, trong hàng quân có ra truyền rằng, ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thây vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người tại trong ao Samari, là nơi những bợm buôn hương tắm, và có những chó liếm máu người y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các chuyện khác của Ahab, những công việc người làm, cái đền bằng ngà người cất và các thành người xây đều chép trong sử ký về các vua Israel. Vậy Ahab an giấc cùng tổ phụ mình và Achasia con trai người kế vị người. Năm thứ tư đời Ahab vua Israel thì Josaphat con trai Asa lên ngôi làm vua Juda. Josaphat lên ngôi tuổi được 35, người cai trị 25 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Asuba, con gái của Shichi. Người đi theo đường của Asa, cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Josaphat và vua Israel ở hòa hảo với nhau. Các chuyện khác của Josaphat, dõng lực người, những giặc giả người đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Người trừ diệt những bợm vĩ gian còn lại trong xứ từ đời Asa cha mình. Bây giờ dân Edom không có vua, có một quan trấn thủ cai trị. Josaphat đóng một đoàn tàu Tareshi đặng đi Ophir chở vàng, nhưng không đi đến đó được bởi vì tàu vỡ ra tại Esion-Gebe. Achasia con trai của Ahab nói với Josaphat rằng, hãy cho phép các đầy tớ ta đi tàu với các đầy tớ ông. Nhưng Josaphat không chịu. Josaphat an giấc với tổ phụ mình, được chôn với họ trong thành David cha người, và Joram con trai người kế vị người. Năm thứ bảy đời Josaphat vua Juda thì Achasia con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình, cùng theo đường của Jeroboam con trai của Nebat, là người xui cho Israel phạm tội. Người hầu việc ba anh và thờ lại nó, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Sách thứ nhì các vua, chương 1. Sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Achasia té ngang qua sông lầu mình tại Samari, và vì cớ ấy mang bệnh. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng, hãy đi cầu vấn ba anh xê buộc thần của Ecron, đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Eli người Thi-sê-be rằng, hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng, trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn ba anh xê buộc thần của Ecron. Bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn Eli đi. Các sứ giả trở về cùng Achasia, người hỏi rằng, vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng, có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng, hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng, Đức Giê-hô-va đã phán như vậy, trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn ba anh xê buộc thần của Ecron. Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Vua bèn hỏi họ rằng, người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa, người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng, ấy là Eli người Thi-sê-be. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình lên cùng Eli. Vả Eli đang ngồi trên chót gò.
quan cai nói với người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Achasia lại sai đến Eli một quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người. Quan này nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Nhưng Eli đáp với người rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với 50 lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người. Achasia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối xuống trước mặt Eli cầu xin người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nuốt hai quan cai 50 lính trước và 50 lính của họ. Nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Eli rằng: Hãy đi xuống với người chớ sợ chi. Vậy Eli trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-buộc, thần của Ec-rôn, há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết. Vậy Achasia thác theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Eli mà phán ra. Joram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Joram, con trai Josaphat vua Juda, bởi vì Achasia không có con trai. Các công việc khác của Achasia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Chương 2. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Ginh-ganh đi ra. Eli nói với Elise rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Elise thưa với người rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Elise rằng: Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp: Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với Elise rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho. Elise lại thưa rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp: Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với người rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh. Elise thưa rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đanh. Còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước. Nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng:
hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng, ngươi cầu xin một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng, cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn, Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình, xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Khi các môn đồ có những tiên tri ở Jericho đối ngang Giô-đanh thấy Elise thì nói rằng, thần Eli đổ trên Elise. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người và nói với người rằng, tại đây giữa các tôi tớ thầy có 50 người mạnh dạn, hãy cho phép họ đi tìm chủ thầy. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người đi ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng? Elise đáp, chớ sai họ đi. Nhưng chúng nài ép người đến đổi người xấu hổ, bèn nói rằng, hãy sai họ đi đi. Chúng liền sai 50 người đi tìm Eli trong 3 ngày mà tìm chẳng đặng. Chúng trở về, Elise vẫn ở tại Jericho. Người bèn nói với họ rằng, ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao? Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng, chỗ xây cất thành này tốt lắm y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai. Người đáp, hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Từ đó Elise đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo bán người mà rằng, ớ lão trọc hãy lên, ớ lão trọc hãy lên. Người xây lại, ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó Elise đi đến núi Cạc-mên. Đoạn từ nơi ấy người trở về Samari. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.